Bây giờ phải cho tôi thắng với việc thua hoài chứ, tôi hợp luôn. Vác con heo mít đánh. Ê, tôi đánh con này nha. Mạnh lắm. Nghe sóc điện à. Đấy. Đó, chết luôn, sao mà sống được? Chết luôn. Khoái, 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 cái điểm khoái. Sao mà không khoái được? Cút luôn. Cút luôn. Đi. Theo. Đây. Thằng nào cũng được. Thằng nào không có phần hết. Nó chưa có e đâu, nó sầu lồn đấy. Về luôn. Ôi, đứng lại, cảnh sát giao thông đây. Anh đã bị bắt. Ôi, chó này sao còn lát ta. Ơ kìa, gì đây. Gì ông nội. Úi trời ơi. Cái mặt cái quần què vậy em nội. Trời ơi, trời hay game làm gì vậy? Gì ba cho rồi, nó boost hello rồi lao vô nó chết kìa. Cút luôn. Tao mày chỉ cút thôi. Phòng bình oxy cho rắn thở gấp. Cảm ơn Bon nha Bon. Cầm mắt kiểm soát hay nước đi. Cảnh sát giao thông đây. Xin mời em xuất trình giấy tờ. Em không có giấy tờ. Mà em lưu thông hả? Chị xỉn đi. Đợi đi. Út luôn. Mày gì? Trời ơi, gì mà được giết anh bảy? Gì mà được giết anh bảy? Chị chịu rồi, đông quá. Chị đi dẹo. Pha đấy cũng dở, pha đấy được quy là sống á. Ui, quýu cái tay, quýu cái chân hết trơn kìa nè. Chính lệ. Đi quá gọn, cường bấy gọn. Rồi mày sống bằng cái quần què gì mày? Con Nami nó đánh cái trụ phụ đi, nó đánh con kia làm cái giống quần què vẫn không biết nữa. Mày xài quy vô thằng kia nhưng mà mày đánh trụ phụ đi, giết xong cái trụ là lụm cái đầu nó rồi. Có đàm mày cay được đấy. Cút. Ừ hay lắm, đúng là con trai của ta. Rồi gì rồi ta? Ê, bình tĩnh nói chuyện được không? Con cái quần què gì vậy? Tụi bay bị điên rồi, tụi bay bị điên rồi, tụi bay no people rồi. Rồi có mất flash như một con chó không hả? Rồi mất flash á không có nghĩa là mày sẽ sống, mày hiểu không hả?
đâu có cái nghĩa nào là mất flash, dịch ra là sống. Mày sống, nhưng mà mày sống không Sơn Quỳnh. Ok chua. Quá hay. Đúng là con trai của ta. Nobible là mấy thằng Hàn Quốc nó chơi game xong rồi kiểu như mấy thằng mà tiếng Anh của nó không đủ á, xong rồi Nobible đại khái là nó chửi mày là mày đéo phải con người á, không giống như ví dụ như mày ngu quá đi, ta sẽ dùng những từ như là lồn thôi à, mày đẩy con heo xuống biển giúp cho bà già thì kiểu gì đó, kiểu chó đéo phải con người thì mấy thằng Hàn nó dùng từ là Nobible. Thế là mình đến nó Hàn bắt trước thôi. Hồi nãy tới giờ là tao khóa 5 con mắt ở trong cái khe này rồi đó. Tao hơi mệt rồi đó, tao rất mệt. Tao không đùa được nữa đâu. Chết cho tao đó. Đây là con cuối cùng nha. Mày tao đi phá mắt mà. Đây. Rồi ai mượn đánh Baron? Cô vào thằng ở đây mày ơi là trời. Đóng băng mày lại. Băng thuật. Nghe băng thuật bao giờ chưa? Rồi xong con Nami rồi. Xong con Nami rồi. Trời đánh mày ơi. Đúng mình băng được em. Không có được làm chúa. Trời luôn, con lính luôn, mặc chính cức luôn. Đứng nó chơi đi bạn ơi. Ôi tao chạy làm gì căng. Ờ mạnh đấy, mạnh đấy. Sống, mày sống đó. Mà mày sống không Xuân Quỳnh. Thế như nó buồn. Còn dắt này đừng giết tôi. Ừ bế cái gì cho tao. Ủa con đang xài lát à. Mày đi. Tầm này thì tụi bay làm sao còn chỗ đứng. Ôi trời ơi. Trời ơi, con dắt nó mạnh dữ vậy trời. Đấm con sét chắc gãy mẹ cổ quá. Có 5 món luôn kìa, con sét mới 2 món rưỡi kìa, what the fuck. Chuyện gì xảy ra vậy? Rồi, mất Baron nữa rồi đó. Gì mà có con heo với con ngựa ở đây rét ông già. Tao đâu có đánh mày đâu, mày hiểu không? Tao đâu có đánh mày, tao cua vào đồng đội đi tao mơ. Ma thì hiểu quá rồi. Chịu. Trời ơi, một ngày quá đủ với con liên minh này rồi. Đánh kiểu gì cũng thua, đánh con gì cũng thua. Ngô cái đời thiệt chứ. À. Tôi không phục. Mấy anh Riot đâu? Mấy anh bước ra, mấy anh nói chuyện với tôi đi.
game á thì đánh thua xong thì nó lỗi như vậy nè. Đó, giờ chơi game có hai cái ô vậy nè, xong rồi nó chỉ có Z với No thôi thì chơi cái quần què gì nữa. Nó thua nó bực mình rồi, ra nó lại còn lỗi game nữa.